Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Chào cả nhà và các bạn. Nay được cái Nay cà nay được mớ cà nè cả nhà ơi. cái cà bự quá trời luôn, Nó cũng muốn muốn hư cắt vậy. ngang hả Muốn sâu quá. Cắt ngang cuốn. Đúng rồi. chồng? Đừng có cần lặt cái cuốn ra khỏi cái thân nữa Không không, lật cái là hư luôn á. Ủa trái này đã quá, trái này hái được luôn phải không? Hái trái này luôn đi. Ở đây có cây con hay ta? Cà đã quá. Được mấy trái cà tròn nè, hái luôn đi vợ, hái ba trái luôn đi, ba Ủa, trái cà tròn. nó vậy là nó chín chưa? Cái loại nó vậy đó, Ngộ rồi ta. chứ để nó già kìa, ở dưới kìa, dưới gốc nữa rồi, thấy không? Đây trái nè. Đây trái. Trái dưới đó luôn. Xích tới có hai trái cà cà gì, cà dài. Cái cà này mắc cười đó ta. Đây nè, trái này Đây. Cái này cái này được là trái ha. cà dài đâu. Trái này nó cũng hơi non, hái luôn non cho nó ngon nè. Đây trái này nè. Ôi, trái này bự đã quá. Ở này hái được luôn chưa ta? Mấy trái nhỏ nào, mấy trái nhỏ chưa đâu vậy, để cho nó bự giống như mấy trái mới cắt á. Có cần cắt bớt lá không chồng? Tiễn dài lá dưới gốc thôi. Kệ xương xương vậy được rồi, để rảnh rảnh trong ra trồng tiễn chưa. Thôi vô hái mớ cải ra đi, với dưa leo. Mấy cây dưa leo đây mình nhổ à, không có ăn, có vài trái mình nhổ luôn. Cái trái dưa leo nó bự như trái dưa gan vậy, nhìn tiếu không. Mẹ mẹ đi ra mẹ không biết trái gì luôn, mẹ hỏi trái trái gì vậy. Cái dây su này nó lên đảo hết ta. Mà sao kiến dữ ha. Kiến nó khoái đu vậy đó. Thấy ông muốn ha, dây su nó bò lên tới đó. Nó mình đang gỡ trống cái vàng này trồng lại cái mới mới được. Mấy dì mướp dì bầu của mình nó bò dài cả nhà, nó có mấy trái con nè, có mướp con nè đó. Cái vàng dưa leo bên đây nè, nó trái ít quá, có hai ba trái mình gỡ bỏ rồi, mình đang trồng lại cái mới. Cây cà ở đây nó bự rồi nè, mình dời ra ngoài ra bông rồi nè. Vàng dưa leo đây gỡ bỏ luôn cả nhà ơi, để không trái chăn gì chứ. Nhãn thọ cũng tốt tốt à. Này là ớt chuông đó cả nhà, ớt chuông bữa mình ăn hột á, cái mình gieo nó lên. Mướp mướp nó ra trái con nhiều lắm, mỗi mắt mỗi trái luôn á, nhưng mà không biết nó đậu hay là không thôi. Được mớ cải nè, giờ mình đem đi hái vô nấu canh luôn. Ôi, dưa mốt nó bộ bên đây. Ê, có trái dưa leo nè. Hái dưa leo luôn đi, rồi một hồi mình hái cải sao. Một trái. Cái này một trái nữa nè. Cao quá trời ơi, hái không tới. Đây, để hái cho. Đây một trái nữa nè chồng. Đây. Thì mới lại mấy cái rau muống nó bị đẹp á. Rau muống này nó xấu xí quá nè, lớn không? Tại vì tính bỏ mà thôi, lụm lụm lại ăn. Đi con trái trên này nè vậy. Đâu đâu. Dưa leo, nhưng mà trái này hơi nhỏ chắc mai ăn quá. Đâu. Đủ ăn chưa? Đủ ăn rồi thôi. Nè, nằm trên cái kêu gì? Kêu quý. Mời. Cái này nhổ lên nha. Cắt ngang đi vậy, cắt ngang đi. Nhổ lên nó dơ lắm, cắt ngang đi rồi để trồng. Nhổ gốc nó lên bỏ sao. Dạ.
mấy cây bông móng tay nó ra bông rồi, mới trồng này mà nó ra bông lẹ lắm. Bắp nữa, bắp nó ra ra trái rồi nè. Có trái bầu nè. Dạ trái này chắc ngắn quá. Ừ, trái này có ăn gì mình hái vô ăn luôn, chứ để thấy có dấu hiệu con này con kia nó đục quá. Cải này chút rảnh mình ra mình hái đem vô ngâm ăn cũng được rồi. Muối mấy cái con này là với mấy cái nấm giả này nè là vợ mình với bé Linh làm đó. Con chào ông bà cô chú. Làm hạt mà làm cải nhỏ, lấy cái vỏ hơi nhỏ không sao. Lặt lại mấy cái cải nhỏ nhỏ ăn ăn sống. Cái này chút ăn cơm xong cái mình đi mua cá mình thả vô. Cái hồ này nó trong rồi, thả cá được rồi. Được một mớ rau ngon ghê luôn á, xanh non mơn mởn. Có cái rau này nó hơi bị dính chấu, nó hơi dơ đó. Được một mớ rau củ. Có hai loại kìa, cái là trắng xanh, cái là tím. Còn loại trắng trắng tơ, trắng nguyên trái luôn mà trồng do à. Có trái mini luôn hả? Giờ mình mới làm thêm một cái hồ này để nuôi tép đó cả nhà. Bây giờ mẹ cắt nhỏ nhỏ cái này ra. Tự nhiên cái bữa nay cúp nước rồi, không biết chừng nào có nước nữa, chưa có nước để rửa rau nữa. Đây cái hồ này là chuẩn bị vài bữa nữa, bữa hai bữa nó chiều nay thả được chưa vậy? Chưa. Giờ đợi ba bữa nó mới thả tép được không? Đó, mình mới mua hai con cá gì hạt đỉnh hồng. Thì nó giống như ba đuôi đó cả nhà, nhưng mà nó mình trắng, đầu nó là màu đỏ. Đó, con này nè. Nhìn nó thấy cưng lắm. Rồi lấy cái tô đổ móng ra. Dạ. Con biết mắm là làm gì không Linh? Dạ, mắm chưng. Đúng rồi. Mắm chưng ăn với rau sống đó. Thịt bằm này mình trộn vô mình chưng mắm với nấu canh. Thịt này con phải lấy cái thớt bằm lại giùm mẹ đi. Rửa cà trước đi rồi hả, rửa hành. Nè nè, tiết kiệm nước. Cái cà nhìn với nước ha. Cái tiếng này đi chị. Hên quá, vừa có nước luôn. Mấy cái leo thả vô leo vô rửa luôn con. Leo có mấy dài dài đầm đầu á. Ừ. Con bỏ vô nước con rửa cái con kỳ nó là nó sẽ rụng gai hết à. Này mình để hột luôn cho nó ăn nó bùi bùi. Này giờ à, này thịt để cuốn với cà chiên đúng không? Dạ.
Còn bên đây là thịt để thịt với mắm chưng. Hình quá không có vẽ cái lòng đỏ. Mà thôi cũng phải quậy. Rồi con dập con tán đều ra. Gừng này nấu với canh cải bẹ xanh này nó thơm ngon lắm. Rồi thế là xong một món đầu tiên. Giờ quay qua mình nấu canh chay. Nấu canh chay cho mẹ canh này. Bây giờ tới món canh chay. Cắt tàu hũ ra nấu canh chay. Tàu hũ này mình mua hai loại luôn, tàu hũ non với tàu hũ mà chiên sẵn vậy nè, ăn cho nó ngon. Lựa mấy cái mà có hột á, mình bỏ vô mình nấu trước đi, nó ngon, cho nó bùi. Nấu cái này mình khoái bỏ đậu hũ vô nấu trước để cho nó ra cái mùi đậu hũ nó ngon. Đây mắm này hòa tan rồi, giờ mình bỏ vô. Còn hai cái trứng này một hồi nó chín rồi đó cả nhà, mắm chín rồi cái mình bỏ trứng lên trên mặt. Còn thịt này giờ mình đem đi chiên với cà. Cái này mỏng quá không ta? Nếu mỏng quá thì mình bào dày chút đây. Cái này là để mình quấn với thịt đó cả nhà, để mình chiên nè, quấn với thịt này nè. Rồi bé Linh sắc hành bỏ vô nồi canh nữa là xong món thứ hai. Giờ mình đang làm món thứ ba. Còn cái nồi gì ta, cái nồi, nồi mắm chưng thì đang chưng. Đây quấn để vô vậy hả, rồi cuộn tròn lại phải không? Dạ. Đây thêm không chưa? Thêm hai dao nữa đi. Cái dao này mới cắt bí xong, mình tưởng đâu dính cát không à, nó dính cái bí á. Rồi con rồi thế là xong món canh chay, cho miếng tiêu vô nữa. Nồi mắm chưng đang sôi sùng sục luôn. Cái lồng chảo này nó hơi lớn hơn so với cái nồi á, nó sẽ bị lòn lửa lên. Mình bỏ cho vòng vòng vậy đó cho nó bít lỗ lại. Đó con để miếng cà lên nữa, cái con chải ra, con quấn chải thịt lên. Thịt nói chung là càng mỏng càng tốt, thịt mà dày quá là con quấn không có được, hiểu không? Rồi bỏ vô chén ra, bỏ thêm nó đi, bỏ thêm con chén ra một lần luôn. Vậy là xong một cuộn rồi đó hả? Dạ. Đó đúng rồi, cho nó đều đều ra rồi con cuốn lại. Rồi đúng rồi, cuốn vô nhẹ nhẹ thôi con, đừng có đè quá, đè quá nó sẽ lòi thịt ra. Rồi cứ cuốn tới đi, cái nào lòi ra hồi mình đè vô. Đó đúng rồi. Rồi dở lên, coi cái nào ấy thì mình đè vô. Ngay chỗ cái đầu này nè, con phải thêm một tí xíu thịt để cho nó dính lại, hiểu không? Ngay chỗ cái đầu này nè. Đó thấy không?
Cho thịt nó lem rồi tới đó thì nó mới dính lại được. Giờ mình đi hái bông súng. Cái bông súng này nó mập ghê luôn, bự chà bá. Tôi vừa thấy bên nói tới công lao của cha và mẹ mà người em yêu quý nhất đó chính là cái em người đã mang nặng để đeo chiến thắng người nhà. Cái bông súng này cậu mập luôn đúng vậy? Dạ. Nhớ vũ sạch cái sình ở trong đi chồng. Ừ. Cho mình ăn sống á. Này là bột chiên giòn không vậy? Dạ. Để hồi mình quậy cái mình nhúng cái cà này vô cái chiên. Linh nãy giờ con cuốn được 5 cuốn chưa? Dạ hơn rồi chơi. Nãy giờ ghê vậy? Cuốn nhiều lắm á. Ghê dữ người ta. Rồi. Để cái mặt mặt nấu nằm xuống dưới. Xong chưa con? Mắm nó chín rồi, bây giờ mình bỏ trứng vô. Wow, nhìn dưới gao hấp dẫn quá cả nhà ơi. Gao đó ăn với mắm, còn này là canh cải với gừng. Canh cải xanh với gừng. Còn cái này là cà chiên với thịt. Đây, cái này là mắm. Rồi, mời cả nhà nha. Vừa xong luôn. Vừa xong vừa tới luôn phải không? Mồi bia cơm vừa chín hả? Vừa chín vừa tới hả? Ừ. Rồi, hút đi đây. Ở cái gì vậy hả? À, cà quắn với thịt á. Ồ, ngon dữ vậy. Ồ, bột súng nữa hả? Súng là dữ lắm á. Mắm chân hả? Trời ơi, ăn bể cơm rồi. Ở bể nồi luôn. Đây. Đó. Ừ. Rồi thôi. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Mà ông bà cô chú ăn cơm. Quốc đi chưa rồi. Cả nhà đó hả? Cả nhà. Cả nhà chồng á. Yeah. Ngon xèo. Mắm chân à, sáu phải mắm nè. À.
hình như món mắm này là dễ ăn. Món mắm là dễ ăn cơm nhất. Mày là cà nhà chồng không anh Sáu? Chồng là chuồng heo anh Sáu. Trong cái bao gì? À, bao xi măng á. Nó chồng chuồng heo là tổ nó chồng á em. Chuồng heo bỏ rồi đó, bỏ rồi chồng. Ngày đi hết ngon đó. Rồi cái gì? Hết được 12 hút. Có 12 hàng. Đồng dữ à? Đồng hết. Cũng thầy cũng cũng trẻ khô. Chắc tới một cưng tuổi rồi. Trẻ dữ à? Ui. Bông trứng nhà chồng. Rau nhà chồng. Dưa leo nhà chồng. Dưa nhà luôn. Cà nhà chồng luôn. Canh này canh nhà luôn không? Canh nhà luôn, có cái thịt là mua. Bún nhiều nhiều đi anh, cái này không tới mưa ăn nó ngon. Mình ăn trong ngày ngon. Nói chung là chân móng dừa chứ không có mặn. Không mặn có ăn. Đi đi gặp cái ông anh thôi mở. Dạ, ở đâu? Ở trên Long Xuyên luôn. Dạ. Anh ở Long Xuyên đi xuống bà gặp chung. Ừ, yeah. Hay không? Hay à. Xuống bà lại tới ông thầy á. Ừ. Ông lại kêu à? Ừ. Bây giờ đi dòm chung chứ. Này cháu Đạt nè, chung. Ủa? Ai vậy trời. Nhớ biển số xe anh luôn. Hay không? Ừ. Có nhiều bữa cưng với mẹ rồi công á, gặp cái cô á. Thì cũng kêu hết hộn chứ. Ừ. Mua cho mẹ chùm nho. Hai chồng nhiều cần lắm. Ngon. Cơm ăn rồi chưa? Rồi ăn ấy vậy. Chồng chỉ biết nhà anh rồi. Nó lâu lâu làm món này. Ừ. Còn xuống này nó tốt quá à. Mập lù à. Tóc nó gà vậy nó bự. Ừ. Mấy bữa dài nước ra vô ra vô quá trời. Ừ. Nước ra vô nhiều không mau hết. Cứ là nó sập nó. Ừ. Ừ. Rửa bên Linh Thi chưa? Dạ không, nó có Thi mà nó có. Có mũi mà nó đang nước ra. Bữa nay nó Thi. Nó Thi từ buổi sáng buổi chiều. Dạ không biết chưa, tao có học biết chưa. Ừ. Để Hân Thi chơi. Hân Thi xong á. Có đem mấy con cá rồi gì không? Có đem gì hết rồi. Thì xuống đò đó đưa cho mấy con sách vẽ rồi. Vậy là cá Hân đến Mỹ đi học luôn. Ừ. Ủa đi rồi vậy à? Qua qua, xa sáu á, đưa rồi xuống đò gì vậy? Rồi chỗ. Phải đi ngang đó. Ủa chứ không phải đi Hồng Ngự hả? Nào sớm nghe nó đi Hồng Ngự. Hồng Ngự mới đi, đi qua. Đi Hồng Ngự nhưng mà đi giáp ranh, nó giáp ranh với Hồng Ngự. Nó là cái cồn bên đây Long Xuyên, bên kia là cái Hồng Ngự. Một cái cồn nằm giữa. Ông thầy thuốc nằm ngay giữa. Ông tưởng nó đi đường Đồng Tháp bắn rồi. Này là thả cá được. À, chút ăn cơm xong chạy đi nuôi gì hả? Bắt cơm mấy ngàn con? Anh tính thả 2 ngàn á. Còn này chắc nuôi khoảng 1.800 tới 2.000 con. Dạ. Nuôi kịp Tết sức bán luôn. Mua thức ăn gì vậy đi trời. Chiều xe tải nó chở vô 3 tấn. Cái dành đó. Có ăn Tết sức chung. Để mốt kêu Mỹ về đi kia chi sầu. Ờ Mỹ chứ. Ra đồ bắt mấy con cá kiển chiên sầu. Ngon không? Ngon. Anh thấy con cá hạt sinh hồng đang đẹp không? Con cá ba đuôi không? Cái mình trắng là đầu đỏ hay không? À. Nuôi lớn rồi nó cái đầu nó nổ cục lên như giống như đậu lăng. Nó hàng trở hai con. Ừ. Nó cũng có chịu lắm á, dễ chết lắm á. Hai con còn của em á. Mua cái nhỏ, lựa cái nhỏ thì chứ cá bự quá nuôi nó ấy. Mấy thằng bắt hai con được con cái luôn. Ừ. Đừng mua bắt con gì nữa. Cái nhỏ nhỏ bắt. Tiêu à. Hai con hàng nhỏ hơn này. Sao nó đưa vô mấy này nó rẻ mấy thằng kia cái gì vậy? Ai nói
Thằng nói vậy. Này biết à? Con nào ghĩa con nào? Con bà đùi đó. Nó ghĩa mấy con kia phải không? Ừ. Anh phải nuôi con nhỏ. Anh nuôi con lớn là nó đớp mấy con kia, tại nó đói mà. Nó đói. Chứ anh nuôi cá anh phải lựa cho nó bằng bằng nhau á. Chứ đừng lựa con bự con nhỏ, là mấy con nhỏ lúc nãy cũng bị mấy con bự anh giết chứ. Với lại cái loại cá hung dữ mình phải lựa càng nhỏ cho nó quen. Ừ. Thả cá bự vô đớp liền. Đó cưng nuôi mấy cái rô phi á, cái rô phi mà anh thả cá lớn vô ăn mấy mày hết. Rô phi thả con chứ. Cái con hộp gọc này là con gì? Cá chuột. Cá chuột. Đẹp á. Cái con đó để nó ăn rong đi ăn ba cái đồ cặn đồ thừa dưới. Dạ hả? Ừ, cho nó sạch hồ. Cá đẹp á. Ừ. Mấy rô phi bỏ vô cho nó ăn rong kêu bớt luôn, mà lựa cá nhỏ. Chứ bỏ cá lớn vô ăn mấy ngoài hết. Dạ. Là loại cá đó ngoài sông mà nó ăn tạp mà. Nó mua cá nhỏ rồi đâu có thật đâu nuôi cá đầu kiến hả? Có một con tỳ bà là con tỳ bà bướm với con tỳ bà beo là cá đầu kiến á. Dạ. Mà kiểu như đầu kiến kiển nó đẹp hơn cái đầu kiến đen lùi của mình đó, cũng là đầu kiến. Mình mới đi mua cá về cả nhà ơi. Này là cá ba đuôi, mình mua mấy con ba đuôi với mấy con cá chép. Cá chép đó, để đó cho nó quen quen nước cái cho nó dậy quá trời này, chắc thả vô luôn quá. Không, để trước. Nó thấy nước rồi, nó thấy trống á, cái nó dậy ra ngoài rồi. Rồi nhờ mình trồng mấy cây thủy sinh rồi cả nhà. Đây có ông già cọc cá nè, giờ trồng mấy cây thủy sinh vô đây nhìn cho nó đẹp đẹp. Mấy con cá mình để trong bọc để nguyên vậy luôn, để khoảng chừng 15-20 phút đó, cho nó quen quen với cái nước trong hồ nè, rồi mình mới thả nó ra. Mấy con cá này nó khó chịu lắm cho nên là mình thả cũng phải từ từ, múc cái nước trong hồ đổ vô nó cho nó quen rồi cái mình mới thả ra từ từ, để nó bị sốc á, nó sốc nước là nó chết. Đổ cho nó đầy cái cho nó chìm, mình buông xuống luôn rồi nó lội ra từ từ hay sao vậy? Dạ, đổ ra nè. Giờ đưa cái miệng bọc xuống nước vô luôn, cho nước nó chảy vô luôn, khỏi múc. Này là cá câu với cá chép nhịp. Lội ra hai con à. Tụi con câu này đẹp quá. Mà có lai trắng thì nó đẹp. Con anh này bự quá. Con để vô làm con đầu đàn. Rồi thôi, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.